À, chào anh chị. Thì nhiều anh chị mua máy photo hay mà mua máy hay là thuê máy photo bên bên em về không biết cách cách scan như thế nào ha. Thì hôm nay tiện thì em sẽ hướng dẫn tất cả mọi người tất cả dòng máy model của thằng Ricoh ha chị. Ricoh MB Ricoh ha. Ricoh của thằng Ricoh. Thì Ricoh là một hãng tương đối là xài tương đối là bền ha, ít lỗ bạc ha, xài tương đối là tốt. Được nhiều công ty và bên văn phòng tin dùng à. Đó. Thì cái máy này này khi mà mua khi chị mua gì hoặc là chị thuê thì anh chị tìm một là chị anh tìm thấy nút home này ha. Anh chị tìm thấy nút home thì anh chị bấm nút home ha. Đó, ví dụ anh chị bấm nút home này. Rồi anh sẽ hiện ra màn hình home của tất cả chức năng của nó của máy photo ha. Gồm có copy nè, scan nè, in nè, lưu trữ nè, còn cái địa chỉ của người dùng á. Đó. Thì anh chị bấm vô scan nè, đó. Hoặc là anh chị có một cách nữa là khi mà chị thấy những cái hoặc là những cái máy đời mà thấp hơn xíu á thì bên hông này nè nó sẽ đưa đây luôn ha. Bên hông này nó sẽ có những nút, ví dụ cái nút scan nè, cái nút print nè, cái nút copy nè, chị bấm vô cái nút scan nè, cái scan này luôn ha. Anh chị bấm vô ha, thì chị tìm ha. Thì nó scan, nó là scan giấy tờ đó chị mà lưu trữ trên máy tính thì hoặc là chị lưu file gì gửi cho đối tác khách hàng như. Đó. sau khi anh chị chọn scan xong ha, thì đỡ bên em sẽ hướng dẫn cách scan cho anh chị luôn ha. Thì scan thì chị vô chọn là scan anh chị lưu trữ địa chỉ IP hoặc là lưu trữ trên chỗ folder anh chị ha. Rồi anh chị chọn đây là bên này cái những chức năng chọn này rất là quan trọng ha. Đó, vô anh chị thấy này hiện một slide ha, thì này là scan một mặt ha chị. Anh chị mà muốn scan hai mặt thì chị bấm vô original ha. Đó, anh chị bấm vô hai slide ha, true slide ha, bấm ok. Đó, thì ở đây nó hiện hai slide như là scan hai mặt luôn, cái như mặt giấy, một mặt giấy nó có hai mặt ha, nó scan hai mặt luôn. Anh chị mà bỏ trên này này thì nó scan hai một mặt hai lần luôn. Còn mà anh chị bấm một slide thì nó sẽ scan một mặt thôi, ra một mặt trước thôi, mặt sau thì nó không scan ha. Cách thứ hai nữa là anh chị bấm vô scan setting này ha, thì trong này cũng rất là quan trọng, nó có điều chỉnh ha. Thì ví dụ anh chị chọn resolution này thì đây là cái mục mà chọn cái độ phân giải. Ví dụ anh chị chọn độ phân giải nó nhiều, nó rõ thì chị chọn 600 PPI là mắc ha, là cao nhất là 600, rất rõ nha, tầm 600 PPI là rất là rõ nha. Nhưng mà cái nhược điểm của nó là anh chị scan những cái file mà ví dụ tầm 100 tờ 200 tờ đó, thì anh chị chọn nên cho đoạn chọn cho độ 200 PPI thôi. Anh chị chọn cho độ 600 MB thì nó sẽ chuyển file rất là lâu, đôi khi bị hỏng file luôn ha, tại file nó chuyển rất là nhiều, rất là nặng ha. Nó rất là nặng máy. Anh chị tầm chuyển tầm 200 đây ha, là ok. Thì bên mục scan size là anh chị chọn cái khổ giấy nè, chọn thường chọn khổ A4 là thông dụng, A4 khổ dọc ha, đấy rất là ok đó. Còn phần edit nè, khi mà anh chị scan nó nhiều anh chị xóa phần L đi cũng được nè, thường bên em sẽ xóa phần L tầm 5 ly đấy. Đó, 5 ly lộ ok ha. Đó thì tất cả xong đó, thì nó hiển thị nè 200 PPI scan màu nè, biểu rượu màu sắc này, 200 PPI có A4 có chọn xóa lờ này kia, scan hai mặt đó ha. Thì trên đây là những cái phần bên em hướng dẫn cách scan cho khách hàng nha. Thì anh chị có nhu cầu thuê máy hoặc là mua máy tại thành phố Hồ Chí Minh hoặc là Biên Hòa Đồng Nai, Dĩ An Bình Dương thì chị có thể liên hệ bên em, máy văn phòng Hoàng Thanh 318 Nguyễn Văn Tăng, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh nha. Các anh chị có nhu cầu thuê thì giá thuê rất rẻ, tầm 600 này chị có thuê một máy thuê 600, 1 triệu 1 triệu 1 và 1 triệu 6 nha. Đó. Còn anh chị mua luôn thì dễ, bên em thì có một cái máy rất là tốt ha, các chức năng in copy scan A3 45, scan màu luôn chưa, đã dễ là 12,5 triệu. Anh chị có nhu cầu mua thuê ha, xài trong văn phòng hoặc là xài cho dịch vụ nhỏ thì diện có thể liên hệ bên em, máy văn phòng Văn Thanh. Bên em sẽ đỡ website này, số điện thoại để anh chị có thể liên hệ bên em. Rồi, cảm ơn chị.